Sau Squid Game, điện ảnh Hàn Quốc lại làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Netflix với bộ phim cấp 3 nhưng không phải phim sách, nổi đình nổi chùa trên mạng suốt thời gian gần đây, All of Us Are Dead. Lấy bối cảnh tại một trường trung học, bất ngờ xuất hiện và lây lan virus thây ma. Phim kể về hành trình sống sót, chống lại zombie của một nhóm học sinh không may kẹt lại, gặp Nam Onjo, nữ chính xinh gái, thích ăn gà rán, từng làm diễn viên quảng cáo cho dầu gội Sun Siêu, chưa đầy 18 đã phải đeo ba lô ngược. Nam chính trông san, mẹ bán gà rán, hơi mặn nhưng ngon. Hàng xóm của Onjo từ nhỏ, ngoài ra chả có gì đặc biệt. Thực ra sự hấp dẫn của phim lại đến từ những nhân vật gần chính như John Wick Hàn Quốc, Squid Game chuyển sinh, Cáp Bảnh thời niên thiếu, Thị Màu. Tất cả đã tạo nên một All of Us Are Dead lôi cuốn, hấp dẫn cùng nhiều bài học ý nghĩa, mà chủ yếu là về tình mẫu tử. Khi nữ sinh này bị mất má, nữ sinh này được làm má, nam sinh này bị cắn má, hay nam sinh này chửi đụ má. Cuộc chiến sinh tồn của Nam Monzo cùng các bạn với bầy lũ zombie sẽ đi tới đâu? Tôi là Quản Quại và sau đây là recap 4 tập đầu tiên của Ngôi Trường Xác Sống. Tập 1 mở đầu bằng một pha bắt lẻ trên tầng thượng. Khi Khá Bảnh cùng đồng bọn đánh sờ mờ lờ thằng con trai thầy khoa học, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cậu cố chống lại lũ côn đồ bằng cách nhảy popping. Tất ra là biến đổi thành zombie, nhưng bị đập cho ngã dập mặt xuống đường. Bất tỉnh rồi được đưa vào bệnh viện, tưởng sau cú ngã thế kỷ, con trai thầy khoa học sẽ trở về với đất mẹ thân yêu. Nhưng không, cậu dãy đành đạch trên giường bệnh, khiến thầy khoa học phải giơ cao quyển kinh thánh, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, rồi táng vỡ đầu thằng con trai bất tử của mình. Lo sợ việc con biến thành xác sống sẽ ảnh hưởng tới trường học, ông giáo nhét thằng con vào vali rồi kéo về nhà. Nhưng tại sao con trai thầy khoa học lại hóa thành zombie? Câu trả lời sẽ có ở phần sau. Phim chuyển cảnh đến trường phổ thông trung học Hyosan, nơi học sinh dành phần lớn thời gian để hát hò, bắn cung, ôm nhau hay hút thuốc. Tại phòng khoa học, một nữ sinh tên Hyunjo ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy thì bạn bè đã về hết. Thay vì nhanh chân đi theo đám bạn, cô lại bị thu hút bởi tiếng động phát ra từ một con chuột nhốt trong hộp đặt tại phòng thiết bị. Vốn học dốt lại thích xem Marvel, Hyunjo cho rằng nhện cắn thì thành người nhện, nên nhét ngón tay vào hộp để chuột cắn, với hy vọng thành trạng tí. Khác với con giống chuột bình thường, con Jerry trong hộp hung hãn một cách kỳ lạ. Nó cắn chảy máu tay Hyunjo. Đúng lúc thầy khoa học đi vào, biết ngay có gì đó đéo ổn. Vừa lúc Hyunjo rời khỏi phòng, ông lôi lại, chốt cửa rồi đập cho bất tỉnh. Rõ ràng mọi khúc mắc từ đầu phim đều xoay quanh thầy khoa học. Tin đồn về thầy cũng lan khắp trường, khi học sinh ngửi thấy mùi xác chết mỗi khi ông đứng lớp. Trong khi đó, Nam Onjo cùng Isaac, Jong-su tới ăn gà rán tại nhà Trông San. Bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Cho đến lúc ra về, Onjo bất chợt hỏi Trông San, San à, cậu thấy tớ thả tóc kiểu nào hợp hơn? Kiểu điếc một bên như này hay mẹ kiểu Van Gogh như này? Giống như đa phần nam sinh cấp 3 khác, Trông San say nắng khi thấy Onjo xõa tóc. Nhưng mà chớ trêu chưa, Onjo lại thích một thằng chân thối ở trường, tên là Chân Su. Ngày hôm sau, Chân Su tình cờ phát hiện ra nhóm Khá Bảnh đang bắt nạt hai học sinh ở khu vực thi công. Chúng lột đồ của bạn nữ tên Eunji, rồi bắt nam sinh mà tôi gọi là NTR quay clip. Chân Su xuất hiện rồi giải cứu cả hai. Nhưng Eunji quá sợ hãi, cô cho rằng nếu thoát được hôm nay thì ngày mai mọi chuyện còn tệ hơn gấp bội, nên đành ở lại, mặc cho lũ côn đồ làm gì thì làm. Chân Su đành một mình trở về, tình cờ gặp Onjo, vừa thấy crush, cô thả tóc cho xinh. Tới hẹn Chân Su lên tầng thượng sau khi hết tiết, rồi cả hai cùng vào lớp học, nơi cô chủ nhiệm thông báo về sự mất tích của Hyunjo. Biết được lần cuối gặp Hyunjo là ở phòng khoa học, cô tìm tới thầy khoa học để hỏi thăm, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thật ra, thầy khoa học đang giấu Hyunjo trong phòng thiết bị, lão tiêm thuốc an thần cho Hyunjo khi cô có những dấu hiệu biến đổi thành xác sống, rồi bỏ đi dạy học. Nhân cơ hội đó, cùng sức mạnh của zombie, Hyunjo kéo đứt dây chói, thoát khỏi phòng thiết bị, rồi trở về phòng học trong tình trạng bê bết máu. Cả lớp vô cùng hoảng sợ, lập tức đưa Hyunjo xuống phòng y tế, nơi đang có một nữ sinh đau đẻ. Tuy nhiên do tình trạng của Hyunjo tệ hơn, nên cô y tá bỏ quên luôn mẹ trẻ áo đen, khiến nữ sinh đó đành ôm bụng chửa về nhà. Hyunjo lúc này bắt đầu biến thành zombie, khi thân nhiệt hạ thấp, đồng thời thích cắn người. Cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng, tố cáo thầy khoa học đã bắt nhốt và tiêm thuốc mình, rồi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi thầy khoa học trở về phòng thiết bị, ông vô cùng hoảng hốt khi không thấy Hyunjo, rồi bị xích lên phòng hiệu trưởng vì tội bắt cóc học sinh. Dù đã cố gắng giải thích rằng phải cách ly cô bé, nhưng do không giải thích được tại sao, ông bị công an xích vào đồn, khiến virus zombie có nguy cơ lan ra ngoài trường học. Những tưởng trường học đã an toàn, nhưng không. Trong lúc chăm sóc cho Hyunjo, cô y tế không may bị cắn, bắt đầu biến đổi thành zombie, rồi lao ra cắn những học sinh gần đó, khiến dịch bệnh nhanh chóng lan ra toàn trường học. Giữa lúc hỗn loạn, Onjo quyết định làm một việc óc chó, là tỏ tình với Chân Su bằng cách đưa thẻ tên của mình cho cậu. Đã thế, Onjo còn khoe với Trông San, khiến cậu tức già mặt, nhưng chẳng thể làm gì mà chỉ hóa thành Subin Hoàng Sơn.
lùi bước về sau để nhìn em rõ hơn. Đúng lúc này, zombie từ ngoài xông vào, đe dọa sinh mạng của toàn bộ học sinh, khép lại luôn tập 1 loằng ngoằng và lắm nhân vật vãi cả đái. Sang tập 2, đại dịch zombie ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, ban giám hiệu quyết định án binh bất động vì lo sợ truyền thông và cảnh sát vào cuộc sẽ làm hỏng hình ảnh đẹp đẽ mà nhà trường đã xây dựng. Sau một hồi chạy trốn zombie như dân tổ né cơ động, một nhóm học sinh sống sót tụ tập với nhau tại một phòng học, gồm có Trông San, Oncho, Chân Su, lớp trưởng, Isaac, Trông Su, Thừa Cân, Áo Hồng Hãm Lìn và một vài học sinh khác mà bạn không cần nhớ tên. Cùng lúc này, thầy khoa học đã bị bắt về đồn để hỏi cung. Ông tiết lộ do con trai thường xuyên bị bắt nạt nên đã điều chế một loại virus từ những con chuột dám bật lại mèo rồi tiêm vào người con trai với hy vọng cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi con trai thầy biến thành zombie, cậu ta đã cắn chính mẹ của mình và là nguồn cơn của đại dịch hiện tại. Tại bệnh viện, Hyunjo đã biến thành zombie, cắn nhân viên, khiến dịch bệnh lan ra cả viện. Trong khi hỗn loạn ngày càng tăng cao tại trường Hyosan, đúng lúc đội bắn cung đi thi đấu trở về, nhóm của Trông San vẫn tạm trú trong phòng học, cố gắng liên lạc với trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, chẳng ai tin lời một trẻ con. Chỉ đến khi Onjo báo cháy, đội cứu hỏa mới hành động. Do quá căng thẳng và hoảng sợ, con áo hồng bắt đầu dở thói hãm lìn, chửi bới mọi người xung quanh, trong đó có cả Trông Su, khiến cậu bỏ vị trí gác cổng định lao vào ăn thua đủ. Trong phút sơ sẩy đó, một thầy giáo bất ngờ lọt vào lớp học, nhưng rất may là không bị cắn. Thật ra là lão bảo mình không bị cắn, rồi ra lệnh cho lũ học sinh xếp bàn ghế chắn lối đi. Mọi người vội vã làm theo, cho đến khi Isaac phát hiện vết răng trên tay thầy. Vãi cả lìn, thầy bị cắn chúng mày ơi! Cắn đéo đâu, đây là vết bồ cao. Thấy nguy hiểm, Isaac hóa bom men, cút ra ngoài. Nhưng ông thầy bắt đầu chảy máu cam, rồi biến thành zombie, cắn đứt môi một nữ sinh trong phòng. Cả lũ hoảng hốt vội chạy ra ngoài. Lũ con trai lấy cửa đẩy zombie về phía cầu thang, hòng tìm phòng trú ẩn tiếp theo. Sau một hồi vất vả, cả lũ cũng chui được vào phòng khoa học. Tuy nhiên lại đánh rơi chiếc điện thoại cuối cùng. Đã thế còn lạc mất Chân Su. Ngoài nhóm Trông San, còn một số cá nhân đang tìm cách sinh tồn tại nhiều nơi trong trường học, như Khá Bảnh đang loay hoay trong phòng bếp, hay chị hút thuốc cùng chị cung thủ này ở trong phòng vệ sinh, hoặc cô chủ nhiệm đang trong phòng phát thanh. An toàn nhất có lẽ là Eunji và NTR trên tầng thượng. Chả sợ bố con zombie nào. Trở lại với Onjo cùng các bạn, cứ tưởng cả lũ đã an toàn, nhưng khi trò chuyện với Isaac, cô thấy bạn mình lạnh ngắt, máu từ mũi bắt đầu chảy. Thì ra trong lúc di chuyển, Isaac đã bị một con zombie cắn vào chân. Những kỷ niệm của hai cô bạn lần lượt hiện lên, nhưng nó không đủ để ngăn Isaac biến đổi. Đoạn này thật sự buồn nên tôi sẽ không dốc gì cả, đồng thời khuyên các bạn xem phim để có trọn vẹn cảm xúc. Sau khi hóa zombie, Isaac lao tới tấn công mọi người, rồi không may lao ra ngoài cửa sổ, bỏ lại Onjo cùng khoảng trống trong lòng. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn phải cố nén nỗi đau để sinh tồn trong môi trường xác sống. Họ sử dụng dây từ bình cứu hỏa để di chuyển xuống dưới tầng. Ê, ai rảnh không cho ta mượn cái tay nào? Kéo ai rảnh? Thế là nam sinh này đành mượn tay Manơ Canh, khều vòi chữa cháy, tạo thành dây, rồi di chuyển xuống dưới tầng, nơi cô chủ nhiệm đang ẩn nấp. Từng học sinh lần lượt bám dây đu xuống, chỉ còn lại Trông San và Onjo. Do quá đau buồn vì bạn thân hóa giòm, Onjo như người mất hồn. Trông San phải năn nỉ một lúc cô mới chịu di chuyển. Đúng lúc bọn zombie chuẩn bị phá được cửa phòng. Ở kia đi nhanh lên, chết cả hai bây giờ. Đợi Onjo an toàn, Trông San mới bắt đầu đu dây, nhưng lũ zombie đã phá được cửa, xông vào, đẩy cậu ngã từ tầng cao xuống đất. Hết tập 2, tập 3 đưa ta trở lại với cô bé đau đẻ lúc đầu, đang lâm bồn trên bồn cầu. Chắc là do sở hữu cái lờ cao su, cô tự đẻ mà không cần ai giúp đỡ, rồi quyết định bỏ con lại trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, dịch bệnh lúc này đã lan ra toàn thành phố, không nỡ bỏ mặc đứa con của mình cho số phận. Cô trở lại nhà vệ sinh, bế con bỏ chạy. Trong khi đó tại trường Hyosan, Trông San dù ngã sờ mờ lờ từ cửa sổ nhưng vẫn kịp bám vào dây cứu hỏa. Chân Su sau khi đi lạc tình cơ xuất hiện ở căn phòng gần đó, cậu bám vào dây của Trông San, cả hai an toàn trở về phòng phát thanh. Tuy nhiên, đã nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có đội cứu hộ nào xuất hiện, thậm chí đội cứu hỏa của bố Onjo cũng bật vô âm tín. Thì ra ông đang phải tới giải cứu cho đại biểu quốc hội, nơi đây cũng bị zombie tấn công, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ ông vẫn giữ cho bà đại biểu an toàn. Chỉ có điều là chưa đến cứu con gái được. Không chỉ bố Onjo, mẹ Trông San cũng vô cùng lo lắng, vội vã lên xe đến trường tìm con. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, con áo hồng lại dở trứng xúc phạm Trông Su, bảo vết cào trên tay cậu là của zombie, khiến cậu bị cả nhóm cách ly trong phòng thu âm. Sau một khoảng thời gian không thấy có dấu hiệu biến đổi, cô chủ nhiệm vào gọi Trông Su ra ngoài, nhưng cậu bảo đéo ra, trừ khi con áo hồng vào xin lỗi. Kết quả là con áo hồng vào xin lỗi thật, thậm chí còn lấy khăn lau vết thương cho Trông Su, nhưng mà người tử tế chỉ có trên VTV, chứ Netflix thì đào đéo đâu ra. Con áo hồng tiếp tục buông lời lăng mạ Trông Su, chửi cậu là thằng ăn bám. Do nhận trợ cấp của trường, Trông Su tức chảy máu mũi và bắt đầu biến đổi thành zombie. Tại sao lại thế? Rõ ràng cậu đã cách ly tận một tiếng đồng hồ cơ mà. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Trông San vẫn phải nén nỗi đau, dụ bạn thân của mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi mà đóng phim này đéo bao giờ làm nhân vật chính, vì bạn thân cứ hóa zombie. Con áo hồng lại tiếp tục ra mồm,
Bảo nó mà không nghi ngờ thì cả lũ chết sạch. Đến lúc này, lớp trưởng mới lên tiếng. Cô tố cáo Áo Hồng dùng khăn dính máu zombie lau lên vết thương hở của Jong-su, khiến cậu biến thành xác sống. Trong San cực kỳ tức giận. Các học sinh khác cũng không thể tin nổi vào tội ác mà con súc vật đó vừa làm, nhưng nó chỉ khóc và bỏ đi như một kẻ hèn nhát. Chỉ có cô chủ nhiệm là thương học trò, vội chạy theo cứu nữ sinh của mình. Tập 3 kết thúc khi mẹ trẻ tự đẻ trên đường bế con chạy trốn. Không may bị cắn, cô quyết định trốn vào một quán ăn, tự trói mình trước khi biến đổi, dùng thân chắn cửa, ngăn không cho chính cô và lũ thây ma làm hại con mình. Thêm một cảnh cảm động, tôi sẽ không dốc bất cứ điều gì. Mà chuyển luôn sang tập 4, đúng là khi có đại dịch, người xuất hiện đầu tiên không phải là bên cứu hộ hay các cơ quan chức năng, mà là bọn YouTuber đói fame khát sắp. Giữa tâm dịch, một vlogger óc chó quyết định tới tận nơi quay clip để thu hút lượt view và bị lũ zombie rượt như chó chạy giữa đường. Mẹ Chom San đến trường tìm con khi trời đã tối. Bà bắt gặp Jong-su trong trạng thái thây ma nhưng không nhận ra, nên bị cắn trong lúc gào thét tên con trai trong tuyệt vọng. Chom San rõ ràng là chưa biết chuyện xảy ra với mẹ mình. Nhóm của cậu cũng đã thừa bớt người sau quá nhiều mất mát. Trong lúc chờ cứu hộ, cả nhóm thiết kế nhà vệ sinh vì chỗ đi ị không thể trùng đụng với chỗ ngủ. Họ kiếm những thứ hấp thụ chất thải như TikTok làm bồn cầu, rồi kê tủ để che lại. Thế là giải quyết được nỗi buồn dưới háng. Nhưng mà nỗi buồn trên đầu thì vẫn chưa nguôi. Phía bên ngoài, zombie ở khắp mọi nơi. Chúng tấn công chỗ lấy lời khai của thầy khoa học. Chính thầy cũng bị hóa zom sau cuộc thanh trừng của lũ thây ma. Chỉ có anh cảnh sát là sống sót. Nhờ những thông tin mà thầy khoa học cung cấp, anh lên kế hoạch tới bộ thảm họa, nhờ họ lấy thông tin trong máy tính của thầy tại trường Hyosan. Trong khi đó, tại chỗ đại biểu quốc hội, bằng rất nhiều nỗ lực, bố của Onjo cũng đã đưa được cả đội lên tầng thượng, được trực thăng cứu hộ cứu về khu vực cách ly. Đúng lúc này tại trường, Eunji cùng NTR vẫn an toàn trên sân thượng. Tuy nhiên, clip khoe rú tên khá bảnh quay cô lần trước đã lên lịch đăng vào lúc 9 giờ sáng. Thất vọng vì thằng NTR ngu vờ lờ, vì chỉ cần chèn nhạc Taylor Swift vào clip là fan sẽ vào report bay luôn vì bản quyền. Eunji liều mình đi xuống tầng, hòng tìm cho ra chiếc điện thoại. Dĩ nhiên là cô bé bị cắn không trượt phát nào. Nhưng kỳ lạ thay, Eunji vẫn giữ được nhận thức dù đã hóa zombie, hay còn gọi là Happy. Cô phá nát những chiếc điện thoại mình tìm thấy. Có vẻ như nhận thức cũng không giúp cải thiện độ ngu, vì chỉ cần tìm đúng điện thoại rồi xóa clip đi là được, chứ đập phá thì có ích gì. Jong-su và Chom San trong lúc đi tìm kiếm vật dụng hữu ích, tình cờ phát hiện Eunji cùng rất nhiều điện thoại. Do quá nhiều thây ma cùng sự hung hãn của Eunji, Jong-su và Chom San đành chia đôi con đường. Jong-su về phòng theo đường cửa sổ, còn Chom San lút được điện thoại rồi chạy ra ngoài. Cậu tình cờ tới được phòng hiệu trưởng, gặp Khá Bảnh đang chói tay ông thầy. Chom San rút điện thoại quay clip, Khá Bảnh nếu không dừng lại sẽ up lên mạng. Khá Bảnh kiểu bố đéo quan tâm, vung dao chém đứt cổ hiệu trưởng rồi lao vào tấn công Chom San. Hắn ném con dao vào lưng Chom San, khiến cậu ngã và hết luôn tập 4. Liệu Chom San có an toàn trước sự hung hãn của thây ma? Lớp trưởng xinh gái của chúng ta có sống sót đến cuối? Câu trả lời sẽ có trong phần sau. Tóm tắt nhanh 4 tập trước, mọi người biến thành zombie. Và như mọi bộ phim zombie Hàn Quốc khác, mọi người bắt đầu chạy tứ tung. Sang đến tập 5, Harry cùng tổ đội vẫn đang đi tìm em trai, nhưng lớp của em cô giờ chỉ toàn lũ zombie mồm lông đìp bợ, thở còn đéo ra chữ. Nên họ bèn đến phòng y tế với hy vọng có thể dùng máy tính hoặc điện thoại để cầu cứu. Nhưng mạng đã bị ngắt sạch. Đú má VNPT. Nhưng lỗi đâu phải do VNPT, mà là do dịch bệnh zombie. Vậy tình hình xã hội cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng, dân trí tụt lùi không phanh. Hoặc là nó vốn như thế, ai biết. Để ngăn chặn tin đồn thất thiệt làm dân chúng hoang mang, chính phủ quyết định ngắt hết sóng mạng ở Hyosan. Vì làm gì có ai cần dùng điện thoại để kêu cứu đâu chứ. Chúng ta cần điện thoại để kêu cứu. Còn Chong San thì sao? Bị trọi dao bầm hết cả lưng, nhưng vẫn cố mang điện thoại về. Chong San xoay sở đầm mù mắt Khá Bảnh và đẩy hắn vào giữa bầy zombie, nhưng sau đó bị dí gắt quá nên kẹt trong đường ống nước. Ở một số đất nước, người ta buồn vì người lớn chết hơn là trẻ em chết. Vô con điên, đang nguy nan lại cứ lại nhải. Nhưng mà đúng thế thật mà. Đúng thế thật, quân đội giải cứu nhóm nghị sĩ Eunhi, trong khi cả lũ còn thù lù đây thì chả ai cứu. Nhóm nghị sĩ sau đó bị bế đi cách ly, nhưng vì nóng ruột cứu con gái, bố Onjo lộ ra là một cựu đặc vụ ở trong trường. Chong San thì bây giờ bắt đầu dùng tool hack tối thượng. Hồi tưởng, ôi chúa ơi, mình bị mắc kẹt vào Honey. Nhờ búp sức mạnh tình yêu, cậu thoát khỏi sự kẹt trong ống nước, chuyển sang kẹt trong phòng nhạc. Onjo cũng quyết đi tìm cậu bạn thân, bèn lên kế hoạch đến phòng khoa học, lấy mấy chiếc drone tự chế để đi tìm một chiếc Chong San. Nhờ drone, họ còn biết thế giới bên ngoài cũng toàn lắm rồi. Bố mẹ Jimin cũng đã là nạn nhân của dịch bệnh. Cơn đau chưa qua thì mối họa đã tới. Khá Bảnh đã trở thành zombie nhưng vẫn giữ được ý thức, và ý thức của hắn giờ chỉ muốn móc mắt Chong San. Nhưng Khá Bảnh không phải là người duy nhất. Eunji cũng đã sống sót sau khi bị cắn. Nayeon bây giờ thì bất ngờ chưa, cũng trốn trong phòng nhạc nhưng khóa cửa trong kho vì sợ gặp lại các bạn. Namra lúc này nghĩ ra cách cứu Chong San bằng cách dùng hệ thống loa. Giữa đường thì cả lũ bị dí. Su
thối chân ở lại phía sau chống trả con zombie thì được khá bảnh giúp. Trông san đâu, để tao cướp con mắt nó và khai mở Mangekyo Sharingan. Khai lẹ lên má mày. Với sự giúp đỡ của Namra, Su thối chân đẩy hắn ra cửa sổ, rồi cùng mọi người đến chỗ trông san. Nhưng lũ zombie vây kín bên ngoài nên giờ cả lũ lại kẹt ở đây. Đã thế, họ còn phát hiện Namra trong lúc giúp Su thối chân đã bị khá bảnh cạp. Hội Harry thì lại tiếp tục di chuyển, nhưng cậu béo này thì xui xẻo bị thương, khiến cả nhóm chững lại và mắc kẹt ở phòng thể dục hay cái phòng của nợ gì đó. Bố Onjo vì nôn cứu con gái nên giờ lòi ra là một cựu đặc công, đấm hết đặc công canh giữ và chạy đi tìm con. Ông vượt qua nhiều thử thách đến nỗi chỉ cần phim này có thêm một nhân vật nữ bị Alzheimer nữa thôi là tên phim sẽ đổi con mẹ nó thành Finding Onjo luôn. Bọn trông san thì giờ đang cãi nhau lên. Su thối chân quyết bảo vệ Namra, tin rằng cô không phải zombie. Nhưng đâm đoán xem, ta biết ngay mà. Pẹp, Namra sớm lấy lại kiểm soát. Cả nhóm chưa hiểu lắm nhưng tạm đoán là do miễn dịch cái gì đó. Cả lũ chạy nhảy đánh nhau mãi nên giờ khá đói. Trông san liền nghĩ tới thức ăn trong kho phòng nhạc, nhưng Nayeon vì rén nên khóa con mẹ nó cửa từ bên trong. Bạn bè như đuổi bầu. Trong lúc đó, hai chú cảnh sát mà không ai nhớ tên này vẫn đang cố sống sót. Họ bị dí vào đúng cái quán con bé tự bầu tự đẻ tự đỡ kia giấu đứa bé. Bế đứa bé sơ sinh trên tay, bản năng làm cha của chú cảnh ngầu liền trỗi dậy. Này, cậu có sữa không? Anh khát à? Cho đứa bé, trời ơi cậu đần vậy. Nhưng tôi đàn ông sao có sữa? Thì coi trong tủ lạnh coi. Không có sữa thì ăn khô bò đỡ được không? Đúng vậy, đó chính xác là trình độ học thức của cảnh sát Hàn Quốc. Thấy một đứa bé sơ sinh ngẫu nhiên và liền tìm sữa trong tủ lạnh cho nó uống. Tiếp theo là gì? Bắt nó đi tìm việc làm à? Họ sau đó bèn mang đứa bé theo. Đang định chạy trốn thì cứu cháu với. Tuyệt con mẹ vời. Giờ thì họ định mở cả một cái nhà trẻ giữa khu phố zombie đấy. Và thế là hai lớn hai bé kẹt giữa một bầy xác sống nhùng nhúc, loay hoay mãi mới chạy được một đoạn. Thì họ lại gặp ông YouTuber đang mắc kẹt. Chú cảnh ngầu đang định giúp ổng thì chú cảnh ngáo vọt xe mất tiêu. Trong tình thế nguy cấp đó, Namra và Su tối chân tìm ra cách bán cơm chó. Và tìm ra cả là Namra giờ có siêu tính giác, có thể nghe thấy rất nhiều thứ. Sao tự nhiên khát tình thế nhỉ? Chỗ này bị ma hỏn đi ám rồi đấy. Thế phải di chuyển rồi. Onjo bèn vạch kế hoạch giúp mọi người chạy trốn và cả lũ lập tức triển khai. Trong khi đó, Eunji thì đi bắt cá hai tay và trả thù ông thầy từng phớt lờ việc cô bị bắt nạt. Khá bảnh cũng tìm ra tên thủ lĩnh đầu gấu và biến hắn thành bữa xế cho lũ zombie. Quân đội thì giờ mới nhận ra là họ chưa cứu học sinh. Ben cử trực thăng đến trường Hiêu San. Đám trương san chật vật lắm mới lên được. Tới sân thượng thì phát hiện ra cửa bị khóa. Trong đám lúc nhúc zombie đuổi theo họ lại còn có hung thần khá bảnh. Tình thế nguy cấp vờ lờ. Tất cả là tại cái thằng NTR. Nó thấy có người lên thì hối mấy chú cảnh đón nó đi nhanh. Mặc kệ phía bên kia cánh cửa là ai, Eunji giờ thì đi đốt trường để trả thù cho những ngày tháng tồi tệ. Chắc trong đầu chỉ biết đến trả thù chứ không biết đến hệ thống báo cháy, nên cô lấy xe đạp mà Thủy Chi bỏ lại để đi luôn. Khá bảnh suýt thì móc mắt trông san, nhưng may Namra bật Sharingan giải cứu kịp thời. Khi cả lũ phá cửa xong thì đã quá muộn vì quân đội Hàn Quốc chắc chắn toàn bọn mù. Cả lũ bèn xếp đồ đạc thành tín hiệu SOS và ngồi chờ. Nhưng mà SOS là gì vậy? Là tín hiệu cầu cứu. Nhưng nó là viết tắt của cái gì chứ? Chả là cái gì cả. Điêu. Chuyện gì vậy hai người bạn thân của tôi? Tớ bảo Onjo điêu. Mày bảo ai điêu ở thằng béo này? Về phía hai chú cảnh thì chú cảnh ngáo đã quay lại giải cứu chú cảnh ngầu và cha YouTuber, chạy thẳng ra khỏi Hiêu San trên một chiếc xe buýt. Đúng lúc này thì quân đội xuất hiện, đưa tổ đội hai chú cảnh về nơi an toàn. Khá bảnh hồi sinh ở bệ đá cổ thì cày lắm, đi ngang Nayeon và cạp cô luôn cho đỡ cay. Trên sân thượng tối đó, trông san tỏ tình với cô bạn thân, nhưng Onjo bị bảo trông san là quý này đùa lân tân quá. Hai người mải thảo luận, không biết khá bảnh đang đu tưởng lên. Hắn tóm lấy Onjo, nhưng mục tiêu thật của hắn vẫn là Mangekyo Sharingan. Trong tập trước, cả nhóm đã tìm được cách lên tầng thượng để thoát khỏi lũ thây ma và sự truy đuổi gắt gao của khá bảnh. Tuy nhiên, do sự hãm của thanh niên NTR này nên cuộc giải cứu đã thất bại. Hành trình sinh tồn của những nam thanh nữ tú này bất đắc dĩ lại phải tiếp tục. Trong những diễn biến khác, cô gái dây AV sau khi phóng hỏa đốt trường đã đạp xe đi mất hút hàng lươn và không hề biết rằng mình đốt ngu vờ lờ. Mỗi tí lửa chùa như này mà đòi thiêu rụi cả một ngôi trường á? Mát nịt. John Wick Hàn Quốc thì vẫn đang cầm khẩu shotgun tới cứu con gái, trông khá là no hope. Bắn cung squad vẫn mắc kẹt trong nhà thi đấu. Đáng buồn nhất phải kể đến đó là chị gái Squid Game chuyển sinh này vừa mới chớm hoàn lương một tí đã bị khá bảnh cắn chết tức tưởi. Liệu sẽ còn những ai phải chết? Cả nhóm sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào khi bị dí bởi khá bảnh và binh đoàn thây ma vừa đông vừa hung hãn? Câu trả lời sẽ có trong 4 tập cuối của Ngôi Trường Xác Còn Mẹ Nó Sống. Tôi là Quản Quại và đây là khá bảnh đang muốn khai mở Mangekyo Sharingan cho Trông San với sức mạnh của một Half-B, tức là nửa người nửa thây ma.
Khá Bảnh trở nên bất tử, cân mọi đối thủ, kể cả Chân Su, người rất giỏi đánh đấm. Trông thấy người yêu bị bón ảnh ngập mặt, lớp trưởng tức tối, biến hình chuyển dạng thành Happy, ném văng Khá Bảnh xuống dưới tầng 1, giải nguy cho bạn trai. Tất nhiên là Khá Bảnh không chết, nhưng ngày nào thanh niên này còn sống thì ngày đó vẫn còn sự nguy hiểm. Trong một diễn biến khác, thanh tra xong đã tới Hội đồng An ninh Quốc gia để trình báo về nguồn gốc của con virus và cách điều trị đang nằm trong máy tính cá nhân của thầy khoa học đặt tại trường cấp 3 Hiếu San. Tin chuẩn cho em, báo chuẩn anh ơi. Ngay lập tức, một chiếc trực thăng đã được đưa tới trường cấp 3 Hiếu San, nơi các nam thanh nữ tú đang mòn mỏi chờ trông. Kế hoạch được vạch ra là lấy chiếc laptop của thầy khoa học, sau đó giải cứu toàn bộ những học sinh còn sống sót. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tập 9, biên kịch bảo là phải làm thêm 3 tập nữa để kiếm tiền. Và thế là tin xấu ập tới vô cùng đúng lúc. Các ông còn nhớ cô gái giấy AV này không? Sau khi biến thành Happy và đốt trường, cô đã tới trại cách ly tập trung. Tại đây cô tình cờ gặp lại cậu bạn NTR. Ê, tớ muốn ăn tị của cậu. Nhòm 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 nhòm. Ơ vãi zombie nhưng mà không có triệu chứng này. Ngay lập tức, tư lệnh quyết định là đéo cứu ai nữa. Nhưng thưa ngài, cứ làm theo lời tao mà. Và thế là dù rất muốn, nhưng các chiến sĩ cũng chẳng thể nào làm trái lệnh, đành phải bỏ lại các mầm non tương lai của đất nước, rồi rời đi trong sự bất lực. Ở phía còn lại, cả nhóm vẫn đếch hiểu tại sao quân đội lại hành xử như vậy. Thôi tầm này, tự lực cánh sinh thôi, mong chờ chó gì nữa. Nhưng mắc mớ đéo thì lại đi sút bay hết lửa thế hả, cái thằng danh con này. Xong đêm nay lạnh chết con đĩ mẹ mày ra đấy thì lại kêu. Trong một góc phố nhỏ cách đó không xa, John Wick Hàn Quốc vẫn đang cầm súng lao vào giữa tâm dịch. Và bất chợt ông bắt gặp một người đàn ông có gia cảnh đáng thương. Vợ anh ta mang bầu và đang mắc kẹt trong xe ô tô. Giờ cứu cũng không được, mà không cứu thì lại áy náy. Ông quyết định đưa lại khẩu súng cho người đàn ông kia để bảo vệ vợ, còn mình thì tay không đi cứu con. Hay lắm, đến lúc chết vì không có súng thì lại kêu tại số. Spoil, ông này chết thật. Trở lại với nhóm của Trông San, đang bế tắc thì trời bỗng đổ cơn mưa, kèm theo sấm chớp và gió giật, tầm nhìn xa dưới 1 km, giải tỏa cơn khát bấy lâu của cả nhóm. Trong hoàn cảnh ấy, Trông San chợt nảy ra một ý tưởng, đó là lợi dụng tiếng ồn của sấm chớp để rời khỏi trường một cách lặng lẽ. Dù cách này đéo hay lắm, nhưng mà thôi, dù gì thì cũng chả còn cách nào khác cả. Quả thật cơn mưa giông khiến các giác quan của thầy ma yếu đi rõ rệt, cả nhóm dễ dàng luồn lách mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Men theo hành lang, cả đội ra được bên ngoài, nhưng bất ngờ chưa, Trông San bắt gặp mẹ, trên người vẫn mang bộ tạp dề, nhưng trong hình dạng của một con thầy ma. Để thêm đau lòng, máy quay chuyển ngay qua tập 10. Những học sinh khác không hề biết đó là mẹ Trông San, nên đã lao vào phang tới tấp. Quá đau lòng, Trông San gào thét như bị thọc lét, gián tiếp kéo lũ zombie tới gần hơn. Hay lắm, chạy mẹ ngồi mà khóc. Bắn cung squad ở gần đó cũng như thể có cùng sóng não với nhóm của Trông San, cũng nhanh chóng tranh thủ mưa to sấm chớp để tẩu thoát lên bìa rừng. Hai nhóm giáp mặt nhau không lâu sau đó, cơ mà thay vì cùng nhau băng qua rừng tới một nơi an toàn hơn, thì tất cả lại chọn cách chui đầu vào nhà thi đấu, nơi có hàng trăm con zombie khác đang chờ. Hảo sáng kiến. Tiến thoái lưỡng nan, cả đội đánh rúc đầu vào cái nhà kho để tạm lánh. Cuộc tẩu thoát coi như thất bại. Không những thế, cả đội còn phải chịu một vài tổn thất về lực lượng. Nhân vật phụ béo béo đã bị zombie tóm lại. Nhân vật phụ gầy gầy này thì không theo kịp, nên vẫn đang bơ vơ bên ngoài. Nhưng các bạn biết điều gì buồn hơn không? Jimin, một nữ sinh khá quen mặt từ đầu phim đến giờ, đã bị lạc lối trong làn mưa, để rồi bị zombie cắn chết một cách tức tưởi. Và càng tức tưởi hơn nữa, đó là đéo một ai trong nhóm nhận ra sự vắng mặt của cô gái này cả. Ảo thật đấy. Tạm xa những nam thanh nữ tú một chút, hãy trở lại với trụ sở của quân đội, nơi các đặc vụ đang vén màn phương thức để tiêu diệt virus thây ma. Theo lời của thầy khoa học thì chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng lửa chùa. Đúng vậy, chỉ có thiêu rụi vật chủ thành tàn tro thì mới có thể tận diệt được con virus rồ nát khó chịu này. Tình hình dịch bệnh thì đang ngày càng mất kiểm soát, thây ma đã lan dần ra các thành phố lân cận. Nếu không có một biện pháp đủ mạnh để chặn đứng làn sóng dịch bệnh này thì chẳng mấy chốc nó sẽ lan ra khắp đất nước, hậu quả sẽ còn nặng nề gấp hàng ngàn lần. Chính vì vậy, tổng tư lệnh đã buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình, đó là cho thành phố Hiếu San ăn nấm tập thể. Về kế hoạch này, một lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ, hãy trở lại với những con người khỏe mạnh nhất thế giới này. Đã 3 ngày trôi qua, cả nhóm chưa ăn bất cứ thứ gì ngoài uống vài giọt nước mưa và dăm 3 miếng cơm chó. Ấy thế mà ai nấy đều trông rất khỏe mạnh. Họa trắng thì cũng chỉ là hơi khô môi và mệt mỏi đôi chút, chứ chửi nhau vẫn còn hăng như này mà. Anyway, mục tiêu trước mắt của cả nhóm là phải thoát khỏi nhà kho chật chội này. Nhưng làm cách nào? Thật là may, bộ não non nớt của Chân Su chợt nảy ra một ý tưởng thiên tài. Đó chính là tạo ra một hàng rào vây kín từ những chiếc khung sắt có sẵn trong nhà kho. Tôi thấy phim này nên để tên là Bí Kíp Sinh Tồn 101 mới đúng. Nào là dạy nhóm lửa, làm cáng bệnh nhân, nhà vệ sinh tự chế, giờ lại còn cả hàng rào di động. Học sinh bắt đầu giỏi kỹ năng sống từ bao giờ ấy nhỉ? Nói chung là xong một hồi lắp ráp,
các thứ, thì cả nhóm cũng đủ dũng khí để bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, ngay khi vừa mở cửa nhà kho, zombie lập tức lao vào tấn công điên dại. Rất nhanh, cả nhóm thiết lập đội hình vòng tròn tránh thai. Cách này hóa dạng khá hiệu quả, vì lũ Tây Ma ngu vờ lờ, không biết trèo qua mà chỉ biết lao thẳng về phía trước. Tuy nhiên, sức người thì có hạn, còn zombie thì đéo, chúng ngày một đông và hung hãn hơn. Những cú phang, cú đập dần trở nên vô nghĩa với cái đám này. Trong cơn hỗn loạn, thanh niên này, tôi tạm gọi là thằng mặt sẹo, đã bị cắn vào tay. Thôi xong, chơi bời đéo rồi nữa. Mặt sẹo ngồi bần thần, ước gì ở đây có nắm đất để ngửi dần cho quen. Biết mình sắp biến thành thầy ma, mặt sẹo quyết định sẽ lao ra ngoài để quyên sinh cứu các bạn. Xem đến đoạn này, cảm xúc phết. Nhưng thôi, thắng lợi nào mà chẳng có hy sinh. Nhờ sự cảm tử của mặt sẹo, cả nhóm cuối cùng cũng tới được lối thoát hiểm. Nhưng mà đần chưa, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Nếu nó không mở ra trong 10 phút nữa, thì chúng ta chuyển sang tầng 11. Vì vị cứu tinh đã đến vô cùng đúng lúc, không ai khác chính là John Wick Hàn Quốc. Okay, ôm nhau để sau đế. Bảo các bạn chạy ra ngoài trước đi đã con này. Thoát được cửa tử, cả đội thở nhẹ một cái để lấy hơi lấy sức, rồi tiếp tục chạy. Cơ mà đoạn này tôi đéo hiểu là có nhất thiết phải chạy xuyên qua cái sân tennis không nhở? Chẳng lẽ xung quanh không có một lối đi vòng nào mà lại cứ phải chui đầu vào một cái lồng kín như này? Được cả cái bà kết beat shop Hàn Quốc này nữa. Bà chị nghĩ vài cái cung tên có thể giải quyết được một đám zombie lúc nhúc á? Say mít phim Marvel thôi. Và thế là cả đội mắc kẹt trong sân tennis với hàng tá thây ma bao quanh. Trong cơn bí cực, John Wick Hàn Quốc đành phải dùng bản thân để làm mồi nhử, câu thời gian cho con và các bạn trốn thoát. Và cứ như thế, lại thêm một nhân vật nữa chết một cách lãng xẹt. Ok, tôi biết là cái phim này nó muốn đề cao tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng mà có cần phải miễn cưỡng để ông này chết sau khi trải qua hàng tá những khó khăn để đến được đây không? Bro, anyway, dù gì thì người sống vẫn phải sống tiếp. Cả đội thay vì tìm đường thông thoáng để đi, thì lại một lần nữa đâm đầu vào một cái công trường nhìn nguy hiểm vãi cả lìn. Và tất nhiên nói, ở đâu từng có người thì ở đó có thầy ma. Một lần nữa, cả nhóm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải trú tạm trên một giàn giáo ở phía bên ngoài công trình. Ê nhưng mà các ông có thấy là cái chỗ này cùng lắm cũng chỉ tầng 2 thôi không? Nhảy một tí là xuống tầng 1 thôi mà bro. Cơ mà bên kịch lại không nghĩ giống tôi. Ông ta cứ thích để nhân vật phải ngồi chờ đợi ở đây đấy. Thế nên điều này đã dẫn đến một bi kịch tiếp theo. Các bạn còn nhớ kế hoạch cho cả thành phố Hyosan ăn bom thay cơm không? Kế hoạch ấy đã chính thức bắt đầu. Tất nhiên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại, quân đội sẽ dùng hàng ngàn chiếc drone để phát ra sóng âm, dụ tất cả thây ma tụ họp về một chỗ, chết tập thể cho nhanh. Một trong các địa điểm thả bom chính là trường cấp 3 Hyosan, nơi dịch bệnh bắt đầu. Nghe được thông báo của quân đội, cả nhóm lúc này mới chịu nhấc mông lên để chạy trốn. Thế nhưng đần chưa, Khá Bảnh bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản bước tiến của các liền anh liền chị. Mục tiêu duy nhất hắn nhắm đến vẫn chỉ là Chong San Oni-chan. Quá lâu không gặp, Khá Bảnh quá nhớ anh nên đã cắn một miếng đầy yêu thương. Đúng lúc này, drone của quân đội cũng phát ra một luồng sóng âm lớn, khiến Khá Bảnh chóng mặt ù tai. Nhân cơ hội, Chong San đẩy đối phương xuống tầng 1. Còn về phần mình, do đã bị cắn nên Chong San cũng biết thần biết phận, tạm biệt bạn bè, tạm biệt crush bằng một cái hôn má vị friendzone. Đến chết môi vẫn còn trinh thế này thì quá non. Nói xong những lời cuối, anh lao vào trong để làm mồi nhử xác sống, câu giờ cho các bạn tẩu thoát. Sau khi dụ được lũ thây ma ngã hết xuống hố, thì trong công trường lúc này chỉ còn Khá Bảnh và Chong San. Bảnh vẫn nhất quyết muốn khai mở màn Gekio Sharingan cho đối phương. Và cuối cùng hắn ta cũng đạt được mục đích, mỗi thằng đều mất một mắt, thế là hòa. Cũng đúng vào lúc này, quân đội bắt đầu thả bom vào những địa điểm đã định trước, lần lượt những tụ điểm ăn chơi của thây ma bị nổ tung. Trong phút giây ấy, Chong San đã ôm Khá Bảnh rồi cùng nhau rơi vào biển lửa tự sát, không rõ sống chết ra sao. Nhưng có điều chắc chắn rằng 99% số thây ma đã bị quét sạch, coi như mục đích hy sinh thiểu số để cứu lấy đa số đã thành công. Tuy nhiên, có một người không hề vui với kết quả này, đó chính là tổng tư lệnh thiết quân luật Jin Seo-mu. Cảm thấy quá tội lỗi và hổ thẹn sau khi ra lệnh hy sinh cả một thành phố, ông đã quyết định tự kết liễu bản thân để tạ lỗi với toàn thể người dân Hyosan. Hết tập 11, sang đến tập 12, tuy mọi thứ đã dần trở nên sáng sủa hơn, nhưng nhóm của Onjo vẫn chưa thể vượt qua được những mất mát. Cả đội quay lại công trường vớt vát chút hy vọng, biết đâu Chong San vẫn còn sống. Tuy nhiên, tất cả này chỉ còn lại tro bụi. Mất mát quá nhiều rồi nên Onjo cũng chẳng còn sức mà buồn nữa. Thế nên là cả nhóm lại lên đường để tới trại cách ly tập trung. Tuy nhiên, trên đường đi ngang qua thành phố, cả nhóm bắt gặp một toán zombie vẫn còn sót lại. Và có vẻ như thần chết vẫn chưa muốn buông tha cho cái nhóm bạn này, khi một người nữa lại bị cắn. Đen đủi thay đó lại là em trai của Kate Bishop Hàn Quốc. Nói chung thì thanh niên này cũng vai phụ là chính, nhưng chết thì cũng khá buồn. Vẫn là câu nói cũ, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Cả đội lại tiếp tục di chuyển. Cơ mà đúng lúc này, lớp trưởng bắt đầu cảm thấy đéo ổn.
cơn khát máu người cứ thế trỗi dậy, nó mạnh mẽ đến nỗi cô không thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Do lo sợ bị virus kiểm soát, mặc cho Chân Su và Onjo đã ra sức thuyết phục, nhưng lớp trưởng vẫn quyết định bỏ đi để tránh gây thêm rắc rối cho các bạn. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tới được trại cách ly tập trung, hòa nhập lại với thế giới loài người. Dịch bệnh đã được đẩy lùi, cuộc sống cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Tuy nhiên toàn bộ người dân Hyosan vẫn phải bị cách ly thêm một thời gian để theo dõi. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng Onjo vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất bố mất bạn. Hàng ngày cô vẫn trèo tường ra ngoài để đặt đồ ăn dưới một gốc cây trên đồi như một cách để tưởng nhớ những người bạn cũ. Tình cờ một đêm nọ, khi đang đứng trên đỉnh đồi, Onjo tình cờ phát hiện một đốm lửa le ló trên nóc trường cấp 3, nghi ngờ đó là lớp trưởng. Nên ngày hôm sau, Onjo đã cùng các bạn trở về Old School. Bước qua đống hoang tàn đổ nát, cả nhóm lên đến tầng thượng, nơi tất cả từng nhóm lửa quây quần bên nhau. Và đúng như những gì mọi người đoán, lớp trưởng vẫn luôn ở đây suốt thời gian qua. Đơm ơ, xinh thế nhỉ? Theo lời lớp trưởng thì cô đang khá là origin, tức là vô cùng bận bịu, vì ở đây vẫn còn một vài người giống cô. Nói xong, lớp trưởng đột nhiên turn on chuyển trạng thái ngầu lòi, kéo khóa áo lên, rồi parkour từ trên sân thượng xuống đất. Trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, chuyện quái gì đang diễn ra? Không một ai biết, tôi không biết. Rất có thể lớp trưởng đã được MCU chiêu mộ, trở thành một mảnh ghép của biệt đội Avenger không chừng. Một vài giả thuyết cho rằng Trông San vẫn còn sống và sẽ trở lại trong mùa 2 trong hình dạng của một Half-Bee giống như lớp trưởng. Tuy nhiên, đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán, để xem nhà sản xuất sẽ tiếp tục vắt sữa con vợ này như thế nào. Nhưng túm gọn mùa 1 thì tôi thấy phim khá ổn. Tuy nhiên, để so với Kingdom hay trên Tubusan thì vẫn thua kém nhiều tí. Nếu bạn có những suy nghĩ và đánh giá khác tôi thì hãy comment bên dưới. Đừng quên mua áo của The Next Level để có thêm đề kháng với mọi loại dịch bệnh. Còn bây giờ, tôi là Quản Quạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong mùa sau của Ngôi Trường Xác Suất.